Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Minh Vũ Audio. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu các bác về cái mẫu đẩy hai kênh thương hiệu của Đức. Thương hiệu của Đức là sản xuất tại Trung Quốc nhưng mọi người lắp ráp tại Trung Quốc. Cái này E45, dòng này là cái dòng loa UHML trước em có bán. Cùng hãng với con này luôn. Máy rất là đẹp nha. Đấy. Kể cả những cái dây dợ nó đi, các bác nhìn những cái dây dợ này. Đi chất luôn. Hàng xịn. 32 sò. 32 sò. Toshiba 1943 và 5200. Con này còn chưa vệ sinh tí thổi qua tí bụi. Máy rất đẹp nhá. Tất cả sò chứ còn gì hết. Con này công suất của nó là 900W một kênh. Các bác nhá, 900W một kênh. Các bác đánh hai cặp bát 30 thoải mái luôn. Đây mặt đằng sau đó, các bác để ý những dòng đẩy của Mỹ, của Đức, nó có ký hiệu như này và nó có cả rắc 6 ly để cái rắc cà lông của nó, cái đầu cắm nó vào rất là xịn sò luôn. Đây, các bác nhìn, ở đây rắc cắm 6 ly như dòng đẩy Crown, kể cả những cái tín hiệu nó, cái nước gạt để đánh chế độ Cite này, Mono này, Bright này, các bác nhìn ký hiệu này. Hai cái loa này AB này, cái này A có nghĩa là gạt lên là đánh chế độ chập kênh. Đấy. Còn đây là đánh chế độ Mono, dưới này đánh Cite AB. Này. Cả chân cắm loa nhìn rất là xịn sò. Trục 80V 10.000mi. Đấy, trục 80V 10.000mi. Tụ hắn còn bằng thế nhá, chưa có một con tụ nào bị phồng luôn. Rất là đẹp. Máy 5 vỉ. Con này tiếng rất là hay nhá. Dòng này thì tiếng hay hơn dòng máy xe rất là nhiều. Hiện tại em có duy nhất một con. Giá 4.500.000. Mặt phay nhôm đẹp nhá. Con này cân nặng của nó là 20.5 cân. Đấy, rất là đẹp. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, chính Hải Dương. Rồi, clip này thì em cũng xin được ngắn gọn tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.